Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn, những khán giả thân yêu của chúng tôi. Hiện tại thì tôi đang đứng ở đâu các bạn biết không ạ? Một sân sẽ chắc chắn quen thuộc với đội tuyển Việt Nam của chúng ta trên đất Thái. Đây là sân tập của câu lạc bộ Mường Thông, quen hơn so với các đồng đội đó là Đặng Văn Lâm. Và đây sẽ là nơi mà được đội chủ nhà Thái Lan sắp xếp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta tập luyện trong những ngày ở Thái Lan để chuẩn bị cho đại chiến với Thái Lan tại vòng loại World Cup. Và chúng ta có thể thấy rằng ở sân này là một cái sân mà có mặt cỏ tương đối, mình nghĩ rằng là khá là đẹp này và rất là ok. Xung quanh thì không khí yên bình, có tiếng chim hót, có nắng, có gió. Nhưng nếu như không có cái đó thì chúng ta sẽ không ở đây. Và hãy cùng tôi di chuyển ra khu vực bên này. Đây là khu vực mà chúng ta biết rằng là các huấn luyện viên, bằng là huấn luyện sẽ hay ngồi ở đây. Và ngày hôm nay thì là một ngày rất đặc biệt với cá nhân tôi và những anh em Việt Nam có mặt tại Thái Lan. Bởi vì ngày hôm nay ở Việt Nam là Quốc Khánh. Ngày mùng 2 tháng 9 hàng năm thì mình thường là ở cùng gia đình hoặc là bạn bè. Nhưng ngày hôm nay thì mình ở đây với những người để làm công tác truyền tải những thông tin, hình ảnh của đội tuyển Việt Nam về cho những khán giả Việt Nam thân yêu. Bởi vì bọn mình đang ở Thái Lan. Thực sự bây giờ cái cảm giác của mình là mình rất nhớ Việt Nam, nhớ hơn bất kỳ một ngày nào khác. Bởi vì ngày hôm nay là mùng 2 tháng 9 và mình không thể có mặt tại Việt Nam được. Lý do là mình đi cùng đội tuyển để đưa những cái thông tin và những hình ảnh mới nhất đến cho quý vị khán giả. Và thực sự bây giờ một câu thơ mà tôi rất muốn đọc đó là: anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Thực sự là một cái cảm giác nhớ nó rất là bồi hồi, nhất là vào mùng 2 tháng 9. Đấy, và bây giờ tôi chỉ muốn là xung quanh tôi đây này là những người Việt Nam ở Thái Lan ngồi hết ở xung quanh tôi. Sau đó cùng nhau hát một số ca khúc về Việt Nam, rồi thậm chí là hát quốc ca, chào cờ, rồi thì là Việt Nam ơi, những bài hát của niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ phải gác lại cái sự cô đơn đấy để ở đây gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất. Và các bạn có biết không ạ, vào sáng ngày hôm nay, sáng sớm ngày hôm nay, mùng 2 tháng 9 thì 6 giờ sáng, Công Phượng đã có mặt ở sân bay tại Bangkok, sau đó khẩn trương di chuyển về khách sạn. Và ngày hôm nay có một điều rất đặc biệt trong sự thay đổi ở lịch tập. Bình thường thì lịch tập của đội tuyển Việt Nam sẽ là vào khoảng chiều, tức là ví dụ khoảng tầm 14, chính xác là vào 16:30 hoặc là 17:30 buổi chiều. Nhưng ngày hôm nay 10:30 buổi sáng, tức là vào thời điểm mà nắng khá là to, thì đội tuyển Việt Nam sẽ ra đây tập, đúng không ạ? Và mình chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ có những buổi tập thực sự là chất lượng, hiệu quả. Và chúc các cầu thủ chúng ta sẽ đạt được thể trạng cũng như là phong độ tốt nhất, đủ binh hùng tướng mạnh chiến đấu với Thái Lan. Và hãy cùng theo dõi chúng tôi để theo bước đội tuyển Việt Nam tập luyện và những hình ảnh mà các bạn sẽ rất hiếm khi thấy ở đội tuyển Việt Nam trong những chuyến đi thi đấu tại nước ngoài như thế này. Xin cảm ơn. Công Phượng đã di chuyển ra mặc áo để có thể tập luyện cùng các đồng đội luôn. Công Phượng mới đến Thái Lan từ lúc 6 giờ sáng, có nghĩa là Công Phượng có khoảng tầm 4 tiếng. Chỉ có 4 tiếng để nghỉ ngơi trước khi ra buổi tập ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng xem Công Phượng sẽ thể hiện như nào. Hiện tại thì tinh thần Công Phượng mình thấy nghĩ rằng là khá tốt. Công Phượng rất nhiều người hỏi đây, để các bạn nhìn kỹ nhé. Đấy, các bạn muốn hỏi xem là Công Phượng có gầy đi hay như nào thì các bạn nhìn kỹ và quan sát. Đấy. Mình nghĩ rằng là cũng khó để có thể đảm bảo được mọi thứ thực sự là quá tốt khi Công Phượng vẫn đang trong quá trình hòa nhập ở Bỉ. Nhưng mà thôi, chúng ta đến thời điểm này chúng ta cũng cổ vũ hết mình dành cho Công Phượng và các anh em đội tuyển để có được phong độ tốt nhất. Rồi, việc mà ở ngoài ngày hôm nay thì người trả lời sẽ phỏng vấn sẽ là thủ môn Tuấn Mạnh. Tuy nhiên thì mình đấy rất là đông và ở đấy thì tiếng cũng không rõ lắm. Thì mình sẽ gửi lại các bạn những hình ảnh ở trên fanpage là một cái file riêng về quá trình phỏng vấn. Còn bây giờ thì mình muốn gửi các bạn thông tin Công Phượng, tại vì sáng nay các bạn hỏi rất nhiều. Thì mình muốn gửi cho các bạn những hình ảnh Công Phượng trước. Đây, đầu tiên là những hình ảnh bằng quan sát trực quan đã. Đấy, để các bạn thấy rằng là Công Phượng vẫn đang rất là khỏe mạnh và không có vấn đề gì cả. Và sẵn sàng ra sân tập cùng đội tuyển luôn. Đấy, là một tinh thần rất là đáng khen sau quá trình di chuyển dài từ châu Âu về, cụ thể là từ Bỉ. Còn ngày mai thì sẽ là Văn Hậu. Và khi mà Văn Hậu về đến đây thì chúng ta có đầy đủ binh hùng tướng mạnh trong đợt tập trung lần này. Đấy. Đấy. Đây hình ảnh của Công Phượng nhé mọi người nhé. Mọi người có thể theo dõi và quan sát. Đấy, bên cạnh đó thì là Trọng Hoàng. Vâng. Thậm chí là chú Lê Huy Khoa cũng vào khởi động luôn rồi.